Nửa đầu năm 2023 đã trôi qua với hàng loạt biến động. Nhiều vụ án nghiêm trọng xảy ra khiến dư luận chấn động. Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng công an đã nhanh chóng vào cuộc điều tra phá án. Tuy nhiên đến nay, có vụ án vẫn là một ẩn số chưa có lời giải. Xin kính chào quý vị khán giả. Bảo Trần rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Nội dung chi tiết sẽ được gửi tới quý vị và các bạn ngay sau đây. Sáng mùng 2 tháng 6, một vụ án mạng kinh hoàng đã xảy ra tại khu vực thôn Xuân Đông, xã Diên Sơn, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa, làm 3 người tử vong tại chỗ. Vào rạng sáng mùng 2 tháng 6, người dân địa phương tại thôn Xuân Đông nghe những tiếng la hét thất thanh, sau đó có người chạy vào kiểm tra thì phát hiện 3 người phụ nữ chết thảm trong một ngôi nhà ở thôn Xuân Đông. Trước đó, người dân phát hiện một người đàn ông chạy ra khỏi ngôi nhà sau khi xảy ra vụ án mạng. Nghi phạm nhanh chóng được xác định là Phan Danh Hưng, sinh năm 1986. Ba người phụ nữ tử vong gồm có vợ và cháu gái của Hưng cùng một người hàng xóm. Gây án xong, Phan Danh Hưng đã lên khu vực rừng núi và lẩn trốn trong đó nhiều ngày. Nhiều người dân địa phương cho biết Phan Danh Hưng là dân ở xã Ninh Phụng, thị xã Ninh Hòa. Sau khi kết hôn với chị Lý Thị Thùy Vân, Hưng về phía vợ sinh sống, làm nghề phụ hồ và chưa có mâu thuẫn gay gắt hoặc gây thù chuốc oán với ai. Vợ chồng Hưng đã có nhà riêng cùng hai đứa con, nhưng thời gian gần đây, Hưng thường sa đà vào những cuộc ăn chơi với bia rượu và cờ bạc dưới hình thức đánh đề. Trước khi gây án mạng, nhiều lần Hưng đi nhậu, đến khi về nhà trong trạng thái chánh choáng men say, gã đàn ông này thường lớn tiếng gây sự với vợ dẫn đến cãi vã. Thấy Hưng có hành động hung dữ đập phá, gây hư hỏng tivi tủ lạnh, nên chị Vân lo sợ, phải cùng con sang nhà người mẹ ruột là bà Đinh Thị A ngủ nhờ để lánh nạn. Ngày 5 tháng 6, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa ban hành quyết định truy nã Phan Danh Hưng, 37 tuổi, quê thị xã Ninh Hòa, thường trú xã Diên Sơn, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa về tội giết người. Nghi phạm Phan Danh Hưng được xác định cao khoảng 1,67 m, da ngăm đen, sống mũi thẳng, lông mày ngang, dái tai trung bình, tóc đen, nốt ruồi cách 2 cm dưới sau đuôi mắt phải. Nơi đối tượng này chạy trốn là hướng núi Hòn Dữ ở phía tây xã Diên Sơn, là một khu rừng nằm trong dãy núi trải dài, rộng lớn, địa hình phức tạp và hiểm trở. Nhiều hang đá luồn sâu vào trong núi. Trong hai cuộc kháng chiến, Hòn Dữ từng là căn cứ địa cách mạng. Nhiều lần địch tổ chức các cuộc tấn công nhưng bất thành. Cùng với việc rà soát lại nhiều địa chỉ, Phan Danh Hưng còn có mối quan hệ thân quen. Phát động người dân phối hợp hỗ trợ truy lùng hung thủ, kết hợp phong tỏa các tuyến giao thông, Đại tá Nguyễn Thế Hùng chỉ đạo huy động hơn 100 cán bộ chiến sĩ từ Phòng Cảnh sát Cơ động, Công an huyện Diên Khánh, cùng với dân quân, dân phòng xã Diên Sơn và các đơn vị địa phương lân cận, chia thành nhiều mũi khép chặt vòng vây bên chân núi Hòn Dữ. Để rà soát dấu tích nghi can, lực lượng công an không chỉ huy động chó nghiệp vụ của Phòng Cảnh sát Cơ động Công an tỉnh Khánh Hòa, mà còn sử dụng thiết bị kỹ thuật flycam hiện đại. Sử dụng hồng ngoại có khả năng dò tìm nhiệt độ cơ thể người, triển khai phương án bay tầm thấp trên diện rộng ở Hòn Dữ, sử dụng thiết bị quan sát ban đêm ở tầm xa. Thế nhưng gần 4 ngày trôi qua, dấu tích nghi can Phan Danh Hưng vẫn không phát hiện ở các nơi trinh sát, hình sự đã tìm đến và tại khu rừng Hòn Dữ. Với quyết tâm truy bắt hung thủ gây án trong thời gian sớm nhất, các tổ công tác đã vận động người dân có lán trại sản xuất bên chân núi, tăng cường quan sát, đồng thời kiểm tra thức ăn để lại trong đêm. Đến chiều 6 tháng 6 năm 2023, nguồn tin từ một người dân cho biết có kẻ nào đó đã trộm cắp thức ăn của họ trong lán trại. Nhận định trong thời gian trốn chui trốn nhủi trong Hòn Dữ, Phan Danh Hưng không chịu nổi cơn đói nên mò ra những lán trại sản xuất của người dân ở ven rừng để kiếm ăn. Ba tổ công tác gồm các trinh sát Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Khánh Hòa, Công an huyện Diên Khánh, Công an xã Diên Sơn cùng dân quân địa phương được lệnh khoanh vùng dò tìm Phan Danh Hưng. Khi tổ công tác luồn sâu vào núi Hòn Dữ hơn 1 giờ đi bộ thì phát hiện một người đàn ông đang lầm lũi bên triền rừng. Dù tổ công tác đã cải trang thường dân, nhưng do tâm lý lo sợ nên khi phát hiện có người đến gần, gã đàn ông nhanh chân chạy về phía những gột đá luồn sâu trong lưng núi. Lập tức tổ công tác truy đuổi ráo riết và đã bắt giữ được y. Chính là nghi can Phan Danh Hưng lúc 18 giờ 45 phút ngày 6 tháng 6 năm 2023, khi đối tượng này đã chui vào một gột đá luồn sâu trong núi. Lực lượng chức năng đã dùng công cụ hỗ trợ trấn áp đối tượng, sau đó đưa Hưng về trụ sở làm việc xã Diên Lâm, huyện Diên Khánh. Làm việc với cơ quan công an, Hưng khai nhận mình và vợ là chị V, tên viết tắt, có mâu thuẫn trong sinh hoạt gia đình, nên chị V và con gái về nhà mẹ ruột là bà Đinh Thị A.
Tối mùng 1 tháng 6, Hưng đến nhà bà A để nói chuyện với vợ, gọi vợ về ở cùng nhưng chị vẫn không đồng ý, nên Hưng đành bỏ về nhà. Sáng mùng 2 tháng 6, chị V trở về nhà gặp Hưng, nói chuyện và yêu cầu Hưng ly dị và quay về nhà bà A. Khi được hỏi về những vết thương trên cơ thể, Hưng cho biết trong hành trình lẩn trốn, nhiều lần đối tượng vấp ngã và gộp đá. Hưng khai do thông thạo địa hình núi hòn dữ nên khát thì uống nước suối, đói thì chờ đến đêm mò ra những lán trại bên chân núi để kiếm cơm thừa mì tôm để ăn. Một vụ án khác gây rúng động dư luận trong năm 2023 là vụ án giết người phân xác phi tang trong túi sách tại bãi đất trống ở thành phố Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. Đến nay, danh tính nạn nhân và hung thủ vẫn đang là một ẩn số. Vụ án được phát hiện vào chiều 24 tháng 5, người dân sống sát hiện trường cho hay một nhóm trẻ đi chơi trong bãi đất trống thì phát hiện một chiếc vali bị cháy nên tò mò mở ra xem. Lúc này, nhân chứng hoảng sợ và la hét khi phát hiện có đôi chân người bên trong. Nhận tin báo, công an thành phố Tân Uyên nhanh chóng có mặt để phối hợp cùng công an phường Tân Phước Khánh bảo vệ hiện trường, lấy lời khai nhân chứng. Ngoài hai chân bị cháy xém được người dân ở Bình Dương phát hiện tại bãi đất trống, cơ quan chức năng còn tìm thấy bàn tay được gắn móng giả. Đặc điểm này khiến nhận dạng ban đầu của nạn nhân được thông tin khi phát lệnh truy tìm là nữ giới, cao khoảng 1m55 đến 1m59. Tuy nhiên, sau khi hoàn tất công tác khám nghiệm, công an xác định nạn nhân là nam giới trưởng thành trên 18 tuổi, chiều cao từ 1m68 đến 1m7. Thời gian tử vong khoảng 10 đến 14 ngày trước khi phát hiện phần thi thể bị đốt cháy, tính từ ngày 24 tháng 5 trở về trước. Không loại trừ khả năng nạn nhân là người thuộc giới tính thứ ba. Công an tỉnh Bình Dương đang triển khai đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ trong hoạt động điều tra, tích cực tuyên truyền vận động người dân hỗ trợ cung cấp các thông tin có liên quan đến vụ án, đồng thời tăng cường lực lượng truy tìm tung tích nạn nhân. Công an tỉnh Bình Dương cũng đã thông báo đến toàn bộ cơ quan tổ chức, công ty doanh nghiệp và nhân dân trên địa bàn toàn tỉnh. Nếu phát hiện các thông tin sau thì nhanh chóng cung cấp cho cơ quan công an. Cụ thể người thân, bạn bè đi đâu không rõ, không liên lạc được hoặc có các đặc điểm giống các phần thi thể được thu giữ nêu trên. Cùng với đó là thông tin các địa điểm kinh doanh, mua bán, phòng trọ, nhà riêng, nhà cho thuê, cơ sở cho thuê trọ, nhà nghỉ, khách sạn đóng cửa, có những biểu hiện bất thường hoặc bốc mùi hôi thối. Công an các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh tổ chức triển khai lực lượng đến trực tiếp tất cả các công ty, doanh nghiệp trên địa bàn để rà soát, xác định trường hợp, nhân viên công ty, công nhân, người lao động không đến công ty, doanh nghiệp làm việc, không liên lạc được, không rõ lý do nghỉ việc, xác minh theo phương châm, đi từng ngõ, gõ từng nhà, ra từng người để xác minh được nạn nhân trong vụ án trên có cư trú tại địa phương mình hay không. Đáng chú ý, ban chuyên án còn trao thưởng 100 triệu đồng cho người nào cung cấp được thông tin có giá trị liên quan đến vụ án đang điều tra. Hàng trăm tin báo mất tích, mất liên lạc trong thời gian trước khi xảy ra vụ án đã được gửi tới cơ quan điều tra. Công an tỉnh Bình Dương phải thành lập 6 tổ công tác đến các khu vực trên địa bàn tỉnh Bình Phước, Đồng Nai, Thành phố Hồ Chí Minh, Tây Ninh, Long An, Bà Rịa Vũng Tàu để xác minh, tìm manh mối. Tuy nhiên, các nguồn tin báo nêu trên đều không liên quan đến nạn nhân trong vụ án. Ngày 29 tháng 3, một nữ kế toán được phát hiện tử vong tại công ty Vĩnh Thuận, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. Nghi phạm là giám đốc công ty này, Giang Yong Gu, 47 tuổi, quốc tịch Trung Quốc. Một trong các căn cứ để cơ quan điều tra xác định ông Giang Yong Gu là nghi phạm là từ lời khai của người có liên quan và camera tại hiện trường. Camera tại công ty đã ghi lại cảnh nữ kế toán LTM tên viết tắt, 30 tuổi và giám đốc Giang Yong Gu lời qua tiếng lại ngay trong phòng làm việc của công ty. Chị M có lúc quỳ xuống nền nhà và nói chuyện với giám đốc. Thời điểm bị sát hại, nữ kế toán đang mang thai con đầu lòng. Nhân viên tạp vụ của công ty chạy đến phòng làm việc của Gu thì ông giám đốc này bất ngờ lái xe ô tô nhãn hiệu Ford Ranger màu trắng chặn ngang cửa văn phòng rồi đuổi cả hai về không cho vào phòng làm việc. Nghi ngờ chị M xảy ra chuyện, nhân viên tạp vụ lấy lý do vào phòng để làm việc thì ông giám đốc Gu nhanh chóng lên xe ô tô bán tải rời khỏi công ty, đồng thời tắt nguồn điện thoại. Công an tỉnh Bình Dương đã khẩn trương tập trung lực lượng và sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để điều tra, truy bắt đối tượng nghi vấn trong vụ án. Đến ngày 30 tháng 3, phát hiện Giang Yong Gu đang lẩn trốn tại thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai. Công an tỉnh Bình Dương đã phối hợp với công an tỉnh Gia Lai tiến hành bắt giữ đối tượng phục vụ công tác điều tra. Làm việc với công an, Giang Yong Gu khai nhận hành vi sát hại chị M của mình. Sau khi gây án, Giang Yong Gu điều khiển xe bán tải đến khu vực vườn cao su thuộc phường Uyên Hưng, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương, cách công ty khoảng 10 km, cất giấu rồi đi bộ ra đường bắt xe khách về tỉnh Gia Lai bỏ trốn. Tối 30 tháng 3,
khi Giang Zhongwu đang mua quần áo tại một shop trên địa bàn thành phố Pleiku thì bị công an tỉnh Gia Lai bắt giữ. Khám xét người và hành lý đối tượng, cơ quan công an tạm thu giữ gần 800 triệu đồng cùng một số tang vật liên quan. Ngày 10 tháng 4, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Bình Dương đã có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Giang Zhongwu, 47 tuổi quốc tịch Trung Quốc, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Vinh Nhuận để điều tra về tội giết người. Quyết định khởi tố bị can đã được Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Bình Dương phê chuẩn. Theo kết quả điều tra ban đầu của Công an tỉnh Bình Dương, Tết Nguyên đán 2023, Giang Zhongwu về Trung Quốc sau đó quay lại thì phát hiện hàng trong kho của công ty bị thất thoát rất nhiều. Giang Zhongwu còn phát hiện chị mời kế toán công ty lập công ty khác có tên tương tự như tên công ty của Giang Zhongwu. Ông giám đốc người Trung Quốc này đã nhiều lần nói chuyện với chị M nhưng sự việc chưa xử lý được. Chị M kể là kế toán của công ty trách nhiệm hữu hạn Vinh Nhuận. Chị M làm ở công ty này khoảng 2 năm. Trước đây, mối quan hệ giữa chị M và giám đốc rất tốt đẹp. Chị M thường nói với chồng là được lòng sếp do chăm chỉ thật thà. Tuy nhiên, thời gian trước khi xảy ra vụ án, chị M nói giám đốc đang bực tức chuyện công ty bị mất hàng rồi khó chịu với chị M. Chồng chị M cũng khuyên vợ nếu mệt mỏi quá thì xin nghỉ việc. Nhưng chưa kịp nghĩ thì đã xảy ra sự việc đau lòng này. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Bảo Trần rất mong nhận được sự quan tâm và đồng hành của quý vị khán giả dành cho các chương trình trên kênh YouTube Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Đừng quên nhấn chuông theo dõi chúng tôi để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin cập nhật nào. Xin chào và hẹn gặp lại.